Trần Bảo Toàn. Trần Bảo Toàn. Trời ơi, siêu phẩm Trần Bảo Toàn rồi. Lại là Trần Bảo Toàn. Ôi, lại siêu phẩm Trần Bảo Toàn. Hay quá nhỉ. Bắt vô lê. Ok, sau khi đã có hai trận thắng thì bây giờ chúng ta sẽ phải tiếp tục thôi anh em ơi. Để chúng ta phải tiếp tục trên cái chặng đường mà phục hưng lại Hoàng Anh Gia Lai. Tiêu. Từ từ nhá, để mình xem tên ông này tên thật là gì. À, tên đọc tiếng Việt là gì. Tại vì có mấy anh dân tộc ấy, mình không biết là Tiêu Esan. Tiêu Esan, ok nhá. Tiêu Esan. Để hôm nay Tiêu Esan xin phép được vào đá. Mình sẽ cho Tiêu Esan vào đá, xem tình hình nó ra làm sao. Chị Việt Hưng thì trận trước là phải nói là cho mình cái ấn tượng cực kỳ tốt. Thế nên hôm nay là mình sẽ cho Triệu Việt Hưng và Nguyễn Tuấn Anh, một cặp đôi mà mình phải nói là mình cực kỳ đắc ý. Chứ còn Hoàng Minh Tâm và Lương Xuân Trường thì Hoàng Minh Tâm thì đã ok, nhưng mà Lương Xuân Trường thì kiểu đá hơi bị kiểu phiêu du và lên quá cao, không bao giờ về ít nhất là phục vụ được cái mảng miếng giữa sân cả. Đấy, Triệu Việt Hưng đá phải như này. Rồi, đây là các cầu thủ Hải Phòng. Phải là 4, 3 ông cầu thủ ngoại đứng khởi động này. Đây, là Kim Đông Su, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh. Ok. Và hôm nay chúng ta sẽ được đá ở sân Lạch Tray. Lạch Tray sân, phải nói là sân quá đẹp đi. Lạch Tray viết sai rồi. TR, Lạch Tray TR. Ôi anh làm mốt đây, Lạch Tray TR. Trời ơi. Không phải CH. Ôi màu đỏ đẹp nhỉ. Đấy. Hải Phòng không lòng vòng. MT, Diogo Fagan. Ông nào nữa kìa. Matilò. Hay quá. Ngoài Gia Lai đang top đội ghi bàn nhiều nhất nhưng lại xếp ở giữa bảng xếp hạng, rất khó hiểu. Nhưng mà cũng thủng lưới rất nhiều. Đấy. Đây là Lionel Messi. Kia là Trần Bảo Toàn, Công Phượng. Trần Bảo Toàn thì trong bản update mới sẽ được cập nhật lại face anh em nhá, đẹp trai cực. Đấy. Ok, và như vậy chúng ta có thể bắt đầu trận đấu rồi. Ai đang đeo băng đội trưởng nhỉ? Không biết. Đá kiểu Tiki Taka effect. Kìa. Kim Đông Su hỏi chấm. Chuyền một đường chuyền đơn giản thôi mà. Sao anh lại chuyền mẹ vào chân team bạn vậy? Đúng rồi. Tuấn Anh hay quá, đây là Văn Toàn. Hay quá, Trần Bảo Toàn. Trần Bảo Toàn. Hay chưa? Hay chưa? Ai đây? Chắc người ghi bàn là Công Phượng. Hay quá nhở. Đấy, chiến thuật Tiki Lazada có tác dụng rồi anh em. Đá cứ phải tử tế thế này. Thường ấy mình đá máy nhá. Cứ đầu trận máy nó sẽ đá hơi lơ ngơ một chút, nhưng mà đến cuối trận nó sẽ đè anh em ra, nó hấp cho không chờ phát nào luôn. Thế là mình phải tranh thủ. Đầu trận còn sức là phải đá thật chuẩn xác. Lại là Trần Bảo Toàn. Trần Bảo Toàn mặc dù quả đấy là mình ăn sút đấy, nhưng mà thế đéo nó lại đi ngang. May sao lại trúng chân Công Phượng. Công Phượng ghi được bàn. Công Phượng là đang có mấy bàn rồi nhỉ? 3 bàn trong 8 trận. Đây trận đấu thứ 8 của Công Phượng rồi. À, trận đấu thứ 8 của Hoàng Anh Gia Lai. Tại vì Công Phượng là gần như trận nào cũng đá chính. Ok. Đấy, cho cặp Tuấn Anh, Triệu Việt Hưng vào đá khác ngay. Mẹ tiết sư ông Xuân Trường đá bực cả mình.
Decent position. And they have possession again. Ui. Sạc sau. Nào, thẻ gì đây? Thẻ gì anh Tài ơi? Có phát lì xì không? Chắc thẻ vàng hoặc nhắc nhở thôi. Cũng không không có gì cả. Đấy, Nguyễn Văn Hạnh. Well, he's under pressure now. It's a long time to be on a booking. Triệu Việt Hưng. Washington Randall. Tiêu Esan. Game mình xin. Bên kia đang có Nguyễn Hải Huy. Ấy. Hay quá. Ui. Thế quả sạc đấy không không lỗi à? Nogueira. Đúng rồi. Now what can they do from here? Ui ui ui. Ui ui. Em bắt đi. Ui. Số 8 phải em bắt đi không? À, Moses Oloye. Em bắt đi là ông số bao nhiêu? Số 7. Ui ui. Ui mày thế em bắt đi lại chốc. Đấy biết cay thằng kiếm đông xu này. Tôi sẽ chửi các cầu thủ đến khi nào mà các cầu thủ đá hay gì thôi. Ừ, đúng rồi, hay quá kiếm đông xuôi. Tuấn Anh. Thôi. Host have dominated the flow of the game in the last 15 minutes and have been really positive with it. They're creating opportunities and it's surely only a matter of time before they draw level here. Hay quá, Tiêu Ê Sàn đá hay quá nhờ. Đá phải. Thora. Can they create something from here? Tuấn Anh. Tuấn Anh. Ui. Chưa có siêu phẩm đấy anh em ơi. Chân bảo toàn. Không được. Trận này Hải, đợt này Hải Phòng có vẻ chốc nhỉ. Tiêu Ê San. Húp. Húp. Húp luôn như lệ. Dẹp Washington Randall. Húp ngay 2-0 luôn. Bây giờ mới là lúc Hoàng Gia Lai cho thấy bộ mặt thật đây này. Well, as you can see, it's an error from the goalkeeper. You just can't split it into a dangerous hay chưa? Area like tình huống xâm nhập vòng cấm của Tiêu Ê San. Có pha dứt điểm nhưng tất nhiên anh là hậu vệ thì dứt điểm không được tốt. Mà rất may là Washington Brandao đã có mặt kịp thời đưa tỷ số lên 2-0. Đấy, tự nhiên này các cầu thủ pressing hay thế, không hiểu. Well, on the cusp of the halftime interval, and I think it's fair to say they're enjoying this away day. Stuart, what have you made of what you've seen? Yes, it's been a really energetic display from them so far. Martin Law. The passing's been sharp. Moses Oloye. The front players has been excellent and the finishing has been clinical. They were certainly Andre Fagan. Crossing possibilities. Nguyễn Hùng Anh. Nào. Đúng rồi, hay chưa? Ok. Oh, đúng rồi. Đúng rồi. Hay chưa, Triệu Việt Hưng đá phải như thế anh em ạ. Đan Dêm, Đan Dêm phố núi, Đan Dêm, Đan Dêm, Đan Dêm. Ui, ôi dậu, đúng rồi. Ui, Văn Toản bắt hay thế. Ui, kể ra có Văn Toản mới bắt phải sướng nhỉ.
Ta thắng một thủ môn đấy. Thằng ta thắng thủ môn này các bạn. Cay vãi. Plenty to consider based on what we've seen so far as the second half begins. Ok. Điều của Fagan hay thế. Thôi. Tạt này. Tạt. Làm gì? Ôi. Hay chưa? Sao hình tấn linh bắt ảo thế? Great stop and then the reaction. Quang nhỏ. Hora. Đè à, đúng rồi. Washington Brandel. Hay quá, quá khỏe luôn. Như icon. Phải lên công phượng. Quả đánh đầu kìa. Bự. Hay quá. Phan Toàn. Đá hơi bị húng. He's made sure the referee has a decision to make. But I think we were all wondering what the verdict would be. The answer, a yellow card, Stuart. Diego Fagan thẻ vàng ngay chứ đấy. It's a good foul in the end. Nguyễn Hải Huy Hải Phòng đã bị chấn thương rồi. Triệu Việt Hưng. Đáng nhẽ Triệu Việt Hưng đang phải ở bên kia chiến tuyến nhưng mà game này chưa cập nhật như thế. Referees are rightly praised for giving advantage, but when there is no advantage, it has to be a free kick. Hay. Công Phượng. Will he play it in? So it's going to be a goal kick here. Đúng rồi. Ui. Hay quá. Good movement. Đúng rồi, Tiêu Esan. And a throw in it's going to be. Ok. Ném kiểu gì đấy? Nguyễn Hữu Khôi. Kim Độc Xu. Ui, nhà thơ. Tình huống xử lý rất tốt của nhà thơ. Đúng rồi. Vẫn là nhà thơ. Đi bóng tốt. Đây rồi, Triệu Việt Hưng. Ui. Nào. Diaz. Ok. Ôi. Ai trưởng. Chết rồi. Tăng rồi. Tăng rồi. Nhà thơ không về hỗ trợ phòng ngự rồi. Trần Bảo Toàn. Using space on the opposite flank now. Đúng, hay quá, Trần Bảo Toàn. Solo rồi. Ui. Well,
Well, almost there. The final whistle nearly upon us. Have they done enough? Xin luôn. Hay quá Văn Toàn ơi. Cũng Phượng. They've certainly played the more expansive football and had the better individuals. Can they now just see this through? Not long left. Tự nhiên có đâu Tiêu Vệ Sàn thấy mà Xuân Trường bóng không lên nữa, thế xong tự nhiên Xuân Trường lại có bóng, thế là lệnh truyền chưa hủy. Ơi. Đúng ai chưa? Đúng rồi, Công Phương. Công Phương. Công Phượng. Vãi lìn. Sao lại tay Jefferson Brandao vào đá cắm? À, quên, sao lại thay Jefferson Brandao vào đá cánh, quên mất. Hoàn thành. Time for a change then. Bây giờ là phải thay Mr. Lừng Lững vào. Văn Thanh Lừng Lững, đấy. Đây rồi. Ok. Ngay. Ui, Hữu Tuấn hay quá nhờ. Ui, Văn Toàn ơi. Để mua Sancho về thay Văn Toàn mất. Văn Toàn đi bóng không ngon bằng Trần Bảo Toàn nhá, không hiểu. À, anh bạn làm gì? Anh bạn làm gì? Thôi, đừng hòa, xin hết, đừng hòa. Ui, ok. Tốt, cố lên anh em ơi, còn có mấy chục giây thôi. Đúng rồi, hay quá, tuyệt vời, 3 điểm nữa về tay rồi. Cuối cùng thì Messi cũng đã tìm được tiếng nói của mình ở trong phòng thay đồ. Và các cầu thủ đá, phải nói là cực kỳ ngon. Để đi phỏng vấn phát anh em ơi. Time for a few quick questions. Rival. Đấy, chúng tôi luôn muốn thể hiện hết mình không? Thank you for your time. Đúng rồi. Để xem có thằng nào dám ý kiến không? Ấy à, Viettel anh em ơi. Hình như là trận sau gặp Viettel. Bây giờ chúng ta leo lên vị trí thứ 7 rồi. Trận này gặp Viettel, Viettel là đội đầu bảng. Bây giờ hy vọng chúng ta có thể vào được top 4 thôi anh em ạ, không cần phải. Sao bên Viettel có vẻ đuối sức nhỉ? Well, they say opposites attract. Today they clash. One team, the freest scoring side in the division. The other, the best defensive team in the league. We have all the action for you live on EA TV. Bắt đầu Viettel chẳng nhẽ đá lại cứ mỗi trận ghi bàn à? Hello everyone and welcome. Đá phải chất lượng cao như này chứ. Hôm nay chúng ta sẽ được đối đầu với quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức. Đáng nghĩa là mình đi đâu mình sẽ phải xách Hoàng Đức theo, nhưng mà thôi lần này không mua nữa, mua về ao trình quá. Bên kia thủ môn là Trần Nguyên Mạnh. Nhưng mà đợt này V-League thì cũng có gọi chút cải thiện về chất lượng chuyên nghiệp, nhưng mà cái lùm cùm thì nó vẫn còn rất là nhiều. Nói chung là có cải thiện nhưng mà chỉ cải thiện được một tí thôi, không ăn thua anh em.
this is how it looks for the home side. Well, the 4-4-2 system relies on good combinations all manager, over the pitch. Manager, Lionel Messi. The front two, the central midfield pairing, the fullback and winger, and of course the centre-backs. If you can get these combinations right, you'll have a good team. Đúng, Văn Toàn đấy, đá Văn Toàn phải đá thế chứ. Hồng Duy. Trần Bảo Toàn. Chung là Trần Bảo Toàn đang đá rất hay. Nhưng mà tất nhiên là lần này những đồng đội của Trần Bảo Toàn cũng đã có sự cải thiện. Hoàng Minh Tâm. Ui. Excellent passing. Ôi, cái gì đấy? Vậy sao di chuyển quả chuyển quả như rocket vậy. Quả đấy sút khéo vào đấy. Quả đấy mà hướng về gôn khéo vào đấy. Well, he really is danger personified, but in this game, Stuart, what do you think we might see from him? Well, Derek, he's playing well at the moment. He's confident, he's making runs in behind. He always looks a threat when he gets on the ball. He's been good with the ball at his feet. And when crosses come into the box, he's looked dangerous as well. It's been a really good period for him. Trần Bảo Toàn. Trần Bảo Toàn. Trời ơi, siêu phẩm Trần Bảo Toàn rồi. Lại là Trần Bảo Toàn. Lại siêu phẩm Trần Bảo Toàn. Hay quá nhỉ. Bắt vô lê kìa. Phục Phượng có bấm như Messi. Đấy, Messi về hướng dẫn rồi. Messi Việt Nam nó phải khác. Bắt vô lê rất vừa vặn. Nguyên Mạnh cũng chịu thua thôi. Trần Bảo Toàn mấy bàn rồi nhỉ? Phút thứ 10 mà tỷ số 5 bàn rồi. Quá tuyệt vời, hiệu suất tuyệt vời chứ. Cầu thủ trẻ à? Trần Bảo Toàn sinh năm bao nhiêu nhỉ? A chance maybe from the wide position and played in. Ok. Trần Bảo Toàn sinh năm 2000 anh em ạ. Quá trẻ. Tuyệt vị. Well, that's going to go down as offside. Well, he couldn't quite release it quickly enough and the flag went up. Hoàng Đức. Hoàng Đức, Hoàng Đức, Hoàng Đức. Ui, hay thế. Chết rồi. Quên mất đây là quả bóng vàng Việt Nam đây này anh em ạ. Cho Huỳnh, điều Huỳnh Tuấn Linh ra rồi mà vẫn không ăn thua. Hoàng Đức hay quá nhở. Đấy, trận đấu nó phải như này. Các tuyển thủ Việt Nam nó phải như này. Để cầu thủ ngoại, cái đạo ngoại, cái bản suốt. Hay chưa. So back underway, one goal apiece here. Trần Bảo Toàn không biết là chắc có kỹ năng dây bóng gì không, đá thế được phết. Ai, Trần Bảo Toàn này, Trần Bảo Toàn bàn nữa ngay chứ lại làm gì có chuyện. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời, người mang tên Trần Bảo Toàn. Well, here's the goal again, and what a wonderfully weighted pass this is. And there's certainly no doubt about the finish. Đấy. He really hits it with power and accuracy. Không cầu thủ xuất sắc nhất tháng thì thôi đấy. Quá phí phạm. So on with the match. 2-1 is the scoreline. Trần Bảo Toàn đến đây tuyên bố Hoàng Đức đã hết thời. Chính là Hoàng Đức sinh tận năm 97 chứ. Going well. Cũng 25 tuổi rồi. Không phải gọi là cầu thủ trẻ nữa. Well, a top-notch piece of defensive judgment. Cứng cáp rồi. And this situation could be dangerous. Ôi dồi ôi. You can't really tackle like that and expect to get away with it. Booking to come, you would think. Well, the referee not messing about. Xuất phạt này, liệu có bàn không? Well, it had to be a yellow card, and he knew it was coming. Ui. Well, that didn't go exactly to plan. Cũng ra gì đấy. And no wonder he's getting a few icy stares. Cũng phải là được quả bánh ấy, không phải gì đâu. Yeah, that's a complete waste. He was never going to score from there. Công Phượng lại phất ra cánh như Trần Bảo Toàn. Đúng rồi. Well, he
quite hit the target, Stuart. Hơi lạm dụng chân bảo toàn tí. But I don't think it was ever going to trouble the goalkeeper. Ui. Raman. Ủa, Khắc Ngọc. Thì thoảng nó cứ đọc tên bình luận của mấy cái ông cầu thủ gốc ấy. Tức là cái này lắm mốt là anh em ạ. Anh em phải hiểu lắm mốt là phải thay những cái đội khác và thay những cái cầu thủ khác thành cầu thủ Việt Nam. Đấy, thế nên là cậu, ví dụ Công Phượng nó đọc tên là cái ông gì Hora ấy. Okay. Thì tên bình luận vẫn ở đấy, nó không tắt đi. Tại vì lâu lắm hãy chỉnh cái đấy thời gian làm mốt này là quá ngon rồi. Dụng bằng nhau à? Ok. Pedro Paulo. Thôi xong. Thôi xong anh Toàn ơi. Ok. What the fuck? Pedro Paulo à? Panenka thì mạnh thế. Mình xin nhá. Ok. Chết rồi. Số Hoàng Đức mặc áo số 28 à. Good pressure high up the pitch. This looks interesting. Can he find the angle? Goalkeeper getting in the way. Cái đóng thẳng của thủ môn thì còn lâu mới vào bạn ạ. Who's gonna get on the end of it? Ui. And a goal. Hello. Cái que luôn nào. Em Pandey à? Đúng không? À đâu quên. Đây là Viettel, quên. Well, here it is again. It's a well. Cái que cái que nào? Cái đánh đầu kìa. Và đánh đầu hụt của không biết là ai. Chắc là Kim Dong Su. Cao to thế chắc là Kim Dong Su rồi. Venancio cái que à? Ôi, Trần Bảo Toàn, cú đúp Trần Bảo Toàn bay vào hư không rồi. Đúng rồi, hay quá, Công Phượng. Pressing kìa. Shetri. And he read it well, intercepting it. Stewart. Effective looking pass. Trương Văn Thái Quý à? À đâu, Trương Văn Thiết. Hẹn từ Trương Văn Thái Quý. Greg Stewart. He made it look simple really. We are going to have two additional minutes. Đúng rồi. Joan Hora. Đúng rồi. Beautifully disguised ball. Đúng rồi, Trần Bảo Toàn này. Đéo tới kìa. Không được kìa, cay thế nhở. Live from Pleiku Stadium. Nguyễn Hoàng Đức. Hồng Duy, Hồng Duy đối mặt Hồng Duy đang là Trần Danh Trung. Trần Danh Trung cũng là một cầu thủ khá là đẹp trai, gọi là lứa trẻ Việt Nam. Công Phượng, Công Phượng đang đá tốt hơn một vai trò hộ công hơn là một tiền đạo cắm. Rõ ràng mình chuyển cho Trần Bảo Toàn, sao lại chuyển cho Công Phượng nhỉ? Ok, xin. Chuẩn bị này, xem có. Anh Tân. Xin. Xin. Đánh Vĩnh Việt cũng được. Ôi kìa. Hay quá, tình huống gây áp lực tốt của Hồng Duy. Xuân Trường. Đúng rồi. Sao lại chuyện không tới Công Phượng nữa nào? Cái que à? Cái que à? Cái que à?
cái que Hở Hoàng Đức, hay quá. Hồ Chí Minh này đang thể hiện phong độ rực sáng trong mặt trận phòng ngự. Hoàng Đức mặc dù là đá ở vị trí xe mở nhưng thường xuyên xâm nhập vòng cấm và đá cao nhất trên hàng công. Chúng ta có thể nhớ ngay về Bruno trong cái quãng thời gian mà CR7 chưa cập bến Old Trafford. Sân trường. Đúng rồi, Hoàng Minh Tâm. Trần Bảo Toàn. Tốt. Hồng Duy. Đánh được kìa. Bên kia có quả phạt góc đánh đầu hay quá. Nên nhớ là chúng ta đang đá với đội đứng đầu bảng xếp hạng thì chứng tỏ họ phải như thế nào họ mới xếp đầu bảng xếp hạng. Bảo Toàn. Công Phượng. Ui, không vào kìa. Đúng rồi. Ok, kiếm được, Su. Superb defensive judgment to end the attack. Này bạn ơi. 20 minutes to go. Hãy vui lên nào. Poor attempt at a pass really. Ui, khỏe thế. Kiếm cầu thủ Việt Nam đè hết mấy ông Tây này, sợ thật. Và ai trường thôi xong rồi hay chưa kìa. Bực thế nhở. Thành ngay hay không tiền vệ vào. Gặp Việt theo mà lại căng thế này thì. Hai lần vượt lên dẫn trước, giờ lại đang bị dẫn trước. Vãi trưởng vật, đúng là V-League khắc nghiệt quá. Triệu Việt Hưng. Triệu Việt Hưng. Hay quá, Triệu Việt Hưng. Bảo Toàn, hat-trick của Trần Bảo Toàn. Hay quá, hat-trick của Trần Bảo Toàn, trời ơi. Biết ngay tay Triệu Việt Hưng mà nó phải khắc bọt. Ui, Triệu Việt Hưng vào sân có ngay một kiến tạo. Trong khi đó Trần Bảo Toàn đã nâng thành tích của mình lên thành 7 bàn thắng. Trận đấu chói sáng của Bảo Toàn. Đấy, thay Hồng à, thay Triệu Việt Hưng mà có sức khỏe phát đá khác hay. Đây rồi. Đây rồi. Quá tuyệt vời luôn. Đá nó phải thế này anh em ạ. 4-3 rồi. Well, here it is again, and it's a superbly weighted through ball to break that defensive line, and he makes no mistake with the finish. Washington Brandel vẫn cứ là một cái đẳng cấp. What a big moment in the dying embers. Thấy thay ngay cặp đôi Tuấn Anh Triệu Việt Hưng vào, có ngay bàn thắng. Bảo Toàn. Trần Bảo Toàn. Ôi, hết sức rồi. Không chạy được nữa anh em ạ. Dưới đây 4-3. Hay. Tình huống giải nguy của số 24 Dụng Quang Nho. Tuấn Anh. Rất tốt, tịnh tiền bóng Tuấn Anh. Đúng rồi, đây là Trần Bảo Toàn. Ui, biết lô phố núi một tình huống dứt điểm trúng sang ngang. Trời ơi.
2 phút bù giờ, chúng ta lại cố gắng giữ được cái lợi thế này cho đến khi trọng tài nổ còi kết thúc trận đấu. Yes. Ba điểm, như vậy là chúng ta đã có thêm mấy trận toàn thắng như vậy. Trần Bảo Toàn này là một người chói sáng với cú hat-trick. Quá tuyệt vời luôn. Ôi, hat-trick của Trần Bảo Toàn. Anh em xem lại quả bắt vô lê này. Ui giời, nó phải thế anh em ạ. Mình cũng phải khá khen cho nỗ lực của Viettel ngày hôm nay. Viettel ngày hôm nay phải nói là cực kỳ xuất sắc, xứng đáng với đội đầu bảng. Ok, Hà Nội dậy thua Dực Nam Hà Nam Định 2-1 kia. Just a couple of questions for you. Đấy, Trần Bảo Toàn dù mới chỉ có 22 tuổi thôi nhưng mà đá rất khét. Thank you. Xem chúng ta leo lên vị trí thứ mấy rồi anh em ơi. 6 rồi, chúng ta xếp thứ 6 rồi, quá tốt. Thứ 6 và chúng ta chỉ còn cách top 4 đúng một điểm. Và một trận chưa đá. Wow. Wow, một hành trình leo từ vị trí cuối bảng lên này phải nói là quá tuyệt vời luôn. Rồi, hy vọng anh em tiếp tục theo dõi cái series này của mình nha. Xin chào các anh em trong các tập tiếp theo.